Trong những ngày qua, Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại quảng trường trung tâm thương mại Royal City đã thu hút rất nhiều lượt khách đến tham quan, mua sắm. Với quy mô 260 gian hàng, bao gồm các sản phẩm đặc trưng, đặc sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm ô cốp chất lượng cao, hội chợ không chỉ là dịp quảng bá du lịch, văn hóa truyền thống của vùng miền mà còn là cơ hội rất lớn để tư vấn, kết nối doanh nghiệp, mở ra những bước tiến mới cho các sản phẩm tại thị trường trong và ngoài nước. Ghé thăm hội chợ từ những ngày đầu, bà Phượng là một trong những khách hàng cảm thấy rất thích hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm nay vì các gian hàng có thiết kế ấn tượng theo modern vừa hiện đại vừa truyền thống tại không gian mở ngoài trời. Đây cũng là điểm khác biệt so với hội chợ các năm về trước. Ra những hội chợ như này rất là tốt bởi vì là như cô được đi nhiều nơi thì không sao, còn khá nhiều người không được đi các vùng xa thì họ được trải nghiệm những cái đặc sản của các cái vùng miền khác nhau, thì đấy là điều mà rất là tốt, cũng giới thiệu thêm để cho những cái người nông dân Việt Nam họ có thêm được khách hàng. Không chỉ thu hút những người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tham gia hội chợ và đặc biệt thích thú với các gian hàng về ẩm thực vùng miền. Đồng thời cũng là dịp để những người trẻ phát huy vai trò trong làm kinh tế nông nghiệp, đưa các mặt hàng thân thiện với môi trường đến gần hơn với người tiêu dùng. Đến với hội chợ này thì mình thấy được là đây là một cơ hội giúp người tiêu dùng họ biết được những sản phẩm xanh và bảo vệ môi trường. Và sau khoảng tầm 4 ngày ở đây thì mình thấy là có rất là nhiều người muốn bảo vệ môi trường và đang tìm đến những sản phẩm thật sự xanh, tốt để thay thế sản phẩm nhựa để cho môi trường của mình nó được tốt đẹp hơn. Đến với hội chợ lần này, anh Khải không chỉ mang đến một mà là ba sản phẩm đặc trưng của mảnh đất miền Trung, Đà Nẵng. Đó là chẩm hương, tổ yến và bánh dừa nướng. Anh Khải cho biết, mặc dù các sản phẩm đã được phân phối rộng khắp thị trường trong và ngoài nước, nhưng anh vẫn coi đây là một cơ hội tiềm năng để tìm ra hướng đi mới cho thương hiệu. Với mong muốn là được đưa sản phẩm của mình đến rộng rãi với người dân nhiều hơn, đến người tiêu dùng, cùng với muốn tìm kiếm thêm những các đối tác mới để đưa sản phẩm mình đi xa hơn với các nước bạn, giới thiệu về cái sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, hội chợ lần này cũng có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp nhỏ sản xuất truyền thống. Ngoài chú trọng nâng cao chất lượng, đầu tư mẫu mã để thu hút khách hàng nhân dịp Tết Nguyên đán, đây cũng là cơ hội để các đơn vị đưa sản phẩm vượt qua lũy tre làng, qua đó lắng nghe ý kiến, phản hồi của khách hàng để mở rộng thị trường tiềm năng. Năm nay, hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam diễn ra trong những ngày thời tiết không thuận lợi. Vì vậy, lượng khách ghé thăm, mua sắm tại hội chợ có giảm sút so với các năm trước. Tuy nhiên, hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2022 vẫn phát huy được hiệu quả, vai trò là kênh quảng bá uy tín cho các sản phẩm đặc sản của Việt Nam và là dịp để giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, du lịch đặc trưng của mỗi vùng đất tới du khách trong nước và quốc tế.